Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Cloudways. Mình là Tuyên, phụ trách team Cloudways tại Việt Nam. Kênh YouTube này sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về các dịch vụ của Google Cloud, từ đó giúp cho các bạn có thể vận dụng tốt hơn các dịch vụ của Google Cloud cho mô hình kinh doanh của mình. Chủ đề hôm nay mình sẽ nói về hiệu quả chi phí trên Google Cloud và AWS. Các bạn lưu ý đây là và là chi phí dự tính. Và chi phí này có thể sẽ hơi khác khi các bạn chạy các dịch vụ thực tế trên Google Cloud và AWS. Nào, chúng ta hãy cùng xem chi phí trên GCP và trên AWS khác nhau như thế nào nhé. Đầu tiên mình muốn giới thiệu cho đến các bạn một cái trang web để tính chi phí cho một hệ thống khi chạy những Google Cloud. Thì các bạn có thể vào cái website này. Thì trên website các bạn chọn một dịch vụ mà mình dự tính đang chạy hoặc là sắp chạy trên Google Cloud, như là Compute Engine hoặc App Engine hoặc Kubernetes hay là một dịch vụ nào đó. Các bạn điền cấu hình, chọn cấu hình và các bạn chọn Estimate. Nó sẽ ra một cái cost cho hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng hoặc có thể là một năm. Thì đây hôm nay mình dùng dữ liệu trên cái page này cho cái chủ đề của ngày hôm nay về hiệu quả chi phí trên Google Cloud và AWS. Ở đây mình có đưa ra một cái mô hình mẫu là bao gồm một cái website. Website này bao gồm tầm khoảng 500.000 page view trên một tháng và một page view ước lượng rơi vào tầm khoảng 0.4 MB. Thì cái kiến trúc của website này bao gồm có một cloud plan, hai web server và một database. Cấu hình giữa web server và database như sau. Rồi hai web server xài hệ điều hành Linux, 4 core 15 GB RAM và xài hạ ổ cứng HDD là 200 GB. Database, một database cũng xài chạy Linux, 2 core 4 RAM và ổ cứng HDD là 300 GB và có cloud plan. Thì cái region ở database này mình đặt tại Singapore. Và bây giờ mình hãy xem nếu chạy cái hệ thống này trên AWS và trên Google Cloud thì cái chi phí on demand nó sẽ khác nhau như thế nào nhé. Đây là cái chi phí mình estimate ra được từ cái website mà lúc nãy mình có giới thiệu. Thì với trên Google Cloud với hai server 4 core 15 GB RAM và hai server thì chi phí nó sẽ rơi vào tầm khoảng 239,56 đô một tháng. Và với AWS thì nó rơi vào khoảng 342 đô một tháng. Và một database thì các bạn cũng có thể nhìn thấy trên cái số liệu này thì database chạy trên database này trên Google Cloud thì rơi vào tầm 5,9,89 đô và trên AWS tầm khoảng 143 đô. Ngoài ra cái hệ thống này sẽ xài 3 cái ổ đĩa HDD và nó rơi vào tầm khoảng 28 đô và 3 cho Google Cloud và 37,8 đô cho AWS. Và ngoài ra khi xài trên Public Cloud có một cái họ không thể tránh khỏi đó là cái lượng data transfer. Thì trên Google Cloud cái lượng data transfer sẽ được tính là 0.12 đô trên 1 GB một tháng và AWS là sẽ tính 0.14 đô trên 1 GB một tháng. Thì các bạn có thể thấy trong hình này thì tính ra cái lượng số tiền cho ta phải trả cho data transfer nó rơi vào tầm 0.24 đô cho Google Cloud và 28 đô cho AWS. Và ngoài ra với Lost Palang thì với cái lượng 500.000 pay view trên một tháng thì cái số tiền mà chi phí các bạn phải trả cho Lost Palang tối đa trên Google Cloud nó rơi vào tầm khoảng 21,96 đô và trên AWS rơi vào khoảng 19,74 đô. Và tổng hết tất cả những cái chi phí này lại ta có được một cái estimate cost on demand cho Google Cloud và AWS cho cái hệ thống này. Như các bạn có thể thấy ở đây đó là cost khi chạy cái hệ thống này trên Google Cloud nó rơi vào tầm khoảng 373 đô và trên AWS là 574 đô. Và cái sự khác biệt giữa hai cost này rơi vào tầm khoảng 197 đô và tương đương 4.500.000 đồng. Còn đây là chi phí dự tính cho một hệ thống chạy một website. Còn bây giờ mình sẽ có một cái bảng so sánh chi phí cho một cái máy chủ chạy trên GCP và trên AWS. Ở đây mình lấy một cái sample là một con VM với một vCPU và 3.75 GB. Và khi chi phí chạy trên GCP và AWS nó sẽ có sự khác nhau thế nào, các bạn có thể xem. Ở đây mình đặt region là đặt tại Singapore. Và với Google Cloud thì có hai hình thức trả phí, một cái là no commit, một cái là commit và không cần phải thanh toán trước. Còn với AWS thì có các hình thức trả phí như sau là không commit. Và các bạn commit và trả trước một phần và commit và trả trước toàn bộ thì chi phí nó sẽ được discount tùy theo cái mức mà bạn đã commit và bạn đã trả trước. Với AWS thì đối với cái cấu hình con server này một tháng, chi phí một tháng mà nếu như các bạn no commit chỉ có pay-as-you-go thì chi phí nó rơi vào tầm khoảng 29,94 đô như trên này. Còn với AWS thì nó sẽ tầm khoảng 21,74 đô. Còn nếu như trường hợp các bạn có commit
sử dụng trong vòng 1 năm thì chi phí 1 năm sẽ còn khoảng 323 đô. Còn với AWS thì nếu như các bạn trả trước một phần thì sẽ là 516 đô và trả trước toàn bộ sẽ là 506 đô. Còn riêng với cloud khi mà các bạn commit 3 năm sử dụng thì chi phí chỉ còn 692 đô, sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với các bạn sử dụng trên AWS. Thì đương nhiên đây chỉ là một cái bản so sánh chi phí dự tính trên on demand và mình lấy dữ liệu từ trên cái hai cái trang website check pricing. Thì thực tế thì các bạn làm việc với các vendor có thể sẽ có những cái bản có discount riêng dành cho cái business của các bạn, thì cái đó trường hợp đó mình không có liệt kê ra đây. Vâng, qua hai ví dụ rồi thì chắc các bạn đã nắm được phần nào về hiệu quả chi phí trên Google Cloud và AWS. Thì thực tế đây chỉ là một chi phí dự tính, chi phí estimate cost. Thì khi các bạn chạy một hệ thống thực tế trên Google Cloud và trên AWS thì sẽ có một vài sự khác nhau nhỏ nhỏ tùy vào cái cách các bạn sử dụng hệ thống nó như thế nào. Đó tùy thuộc vào các bạn. Hy vọng những kiến thức vừa rồi sẽ giúp cho các bạn có một sự lựa chọn nào đó tốt hơn trong quá trình bạn chọn cái vendor nào cho cái hệ thống của mình trong tương lai. Các bạn nhớ theo dõi kênh YouTube này để cập nhật những thông tin tiếp theo về Google Cloud nhé. Chào các bạn.